Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác len cho bé với họa tiết như thế này. Phần cổ thì mình có tạo họa tiết cổ tim và cũng có làm cài nút để bé có thể dễ dàng mặc vào hơn. Phần lai áo thì cũng có viên bèo ha. Và mình có móc tay dài nè, họa tiết trên tay thì giống như phần thân áo. Đây là mặt sau ha. Thì mẫu này mình cũng có hướng dẫn cách tăng và giảm size. Các bạn có thể áp dụng tăng và giảm size cho người lớn hoặc là trẻ nhỏ cũng được ha. Nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng là len mill cotton của 125g. Sợi len của mình là mác S chữ đỏ ha. Độ dày sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình dùng kim móc 4.0mm. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim mà các bạn đang có so với sợi len nè. Khi đưa vào so sánh thì đầu kim của mình nó sẽ dày gấp đôi so với sợi len, mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn ha. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len, kim khâu len ha. Thì kim khâu này có thể dùng hoặc là không cũng được nè. Thước dây dùng để đo size, các cái kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc và các cái hạt nút dùng để cài lại phần thân áo ha. Đầu tiên thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi nè, tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật, các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên sao cho nó rộng hơn phần thân hông, tầm khoảng 2 đến 4 cm. Thì kích thước này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo. Đối với size này thì mình sẽ móc lên 90 mũi móc xích ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã móc cho mình lên được 90 mũi móc xích, ta sẽ có cái độ dài của sợi dây xích như thế này. Khi các bạn gặp đôi cho mình hai đầu dây lại nè, thì nó sẽ tạo ra cho mình được một cái độ rộng so với cái phần thân hông là được ha. Và lưu ý cho mình cái xích đầu tiên này, khi các bạn móc, các bạn sẽ móc cho mình cái xích này làm sao cho nó là bội số chia hết cho 3 là được ha. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu vào chân xích thứ 90 mà mình móc được nè. Lên được 3 mũi xích rồi ha. Ta sẽ bỏ qua cái chân móc mình đánh dấu với cái chân móc kế bên, móc cho mình vào chân móc kế tiếp ha, một mũi kép đơn. Sau đó lên một xích và mũi kép đơn thứ hai vào cùng chân móc. Như vậy ta sẽ được một cụm nguyên như thế này. Tiếp tục cụm thứ hai, bỏ qua cho mình hai chân, móc vào chân thứ ba một kép đơn. Một xích và một kép đơn vào cùng chân móc ha. Ta sẽ có được cụm nguyên thứ hai nè. Móc tương tự cho mình, bỏ qua hai chân, đâm kim vào chân thứ ba, móc một kép đơn, một xích và một kép đơn. Một xích nè, một kép đơn nè. Ta có được cụm nguyên thứ ba. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi cụm nguyên thì cứ bỏ cho mình hai chân, đâm kim vào chân thứ ba, móc một kép đơn, một xích và một kép đơn. Tiếp tục ha, bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một kép đơn, một xích, một kép đơn, sau đó làm tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng móc, ta sẽ có được các cái cụm nguyên như thế này. Xích của mình là bội số chia hết cho 3 nên lúc này còn lại 3 chân cuối cùng ha. Thì 3 chân cuối cùng này bỏ cho mình hai chân, móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần thân áo. Đây, gấp đôi lại nè, có cái độ rộng rộng hơn phần thân hông ha. Thì đây là điểm tăng size thứ nhất. Tiếp tục hàng móc kế tiếp, móc lên 3 xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại nè, để ý cho mình, 3 mũi xích đầu tiên mình gây nên nó sẽ tương đương với mũi kép đơn phía dưới ha. Thì ta đã có được một mũi rồi. Thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chính giữa của cái cụm nguyên này nè, một kép, một xích và một kép á, móc vào chính giữa của cụm này một kép đơn, một mũi xích và một mũi kép đơn.
Ta sẽ có được cụm nguyên đầu tiên ha. Tiếp tục, chính giữa của cụm nguyên thứ hai, móc một kép đơn, một xích và một kép đơn. Tiếp tục ha, chính giữa của cụm nguyên kế bên nè. Một kép đơn, một xích và một kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì các cái cụm nguyên của mình nó sẽ nằm chồng lên nhau như thế này ha. Cụm nguyên bên trên nó sẽ nằm chính giữa của cụm nguyên phía dưới. Thì kết thúc nè, lúc này mình có 3 mũi xích gây nên đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên của 3 mũi này. Đây là chân xích thứ 3 nè. Móc vào đây một mũi kép đơn để ta kết thúc hàng. Đây, ta hoàn tất được hàng thứ hai ha. Tiếp tục hàng móc thứ ba cũng móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Thì hàng này cũng tương tự như hàng bên dưới, 3 mũi xích này được tính là một mũi móc rồi nè. Thì tiếp tục mình di chuyển kim đến chính giữa của cái cụm nguyên đầu tiên. Đây là cụm nguyên đầu tiên ha. Móc vào chính giữa này một kép đơn, một xích và một kép đơn nè. Tiếp tục này, móc vào chính giữa của cụm nguyên kế tiếp một kép đơn, một xích và một kép đơn. Lúc này các cái cụm nguyên của mình nó sẽ nằm xếp chồng lên nhau nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các bạn cần xác định cho mình chiều dài của toàn bộ thân áo từ vai cho đến lai áo là bao nhiêu. Sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được 3/5 của tổng chiều dài toàn bộ thân áo ha. Thì cái chiều dài của thân áo mình có để ở phần mô tả. Các bạn sẽ lấy chiều dài của size mà các bạn móc nhân cho 3/5 thì mình sẽ ra được cái chiều cao của cái phần thân áo như thế này. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc nè, lúc này cái chiều cao của phần thân áo nó đạt được 3/5 so với tổng chiều dài rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chia khoảng trống để mình tạo nách cũng như là vai bên trên. Trước tiên là cần phải đếm cho mình cái cụm nguyên mà mình có được ở cái hàng móc cuối cùng này là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ đếm cho mình cái cụm nguyên này nè. Đối với mẫu này thì mình có nè. 1 nè. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29. Ta có tổng cộng là 29 cụm nguyên. Thì 29 cụm này các bạn sẽ chia đôi cho mình. Thì khi chia đôi mình sẽ được 14 và dư 1 ha. Thì dư 1 này các bạn sẽ chọn cho mình là cái mặt sau luôn nè. Tức là mặt sau mình sẽ có tổng cộng là 15 cụm nguyên. Còn cái số cụm nguyên còn lại á, các bạn sẽ chia đôi cho mình tiếp. Thì khi chia đôi ra mình sẽ được 7 ha. 14 chia đôi ra được 7 nè, thì các bạn sẽ đếm từ bên phải qua cho mình 7, 7 cụm nguyên ha. Đâm kim cho mình vào chính giữa của cụm nguyên thứ 7 với thứ 8 nè. Dùng kim đánh dấu ha, đánh dấu lại cái mũi này. Sau đó tiếp tục mình sẽ làm ngược lại với cái bên trái qua ha. Cũng đếm cho mình 7 cụm nguyên. Sau đó dùng kim đánh dấu vào cái chính giữa của cụm nguyên thứ 7 nè. Với cụm nguyên thứ 8 ha. Lúc này ta còn lại là 29 cụm nguyên, nó sẽ là mặt sau. 7 cụm nguyên hai bên ha, mỗi bên sẽ là mặt trước nè. Ta sẽ dư cái một cụm ở chính giữa này, thì một cụm chính giữa này mình sẽ viền lại, sau đó mình chồng hai bên lại để tạo cài nút. Đối với những bạn nào mà khi mình móc cái cụm nguyên này nè, nó ra số chẵn, khi mình chia đôi cho thân trước và thân sau nó sẽ đều nhau thì các bạn có thể chia đều cho mình cũng được. Hoặc là có thể chừa cho mình một cụm nằm chính giữa, hai cái mặt ở hai bên, một mặt bên trái và một mặt bên phải nè, thì một mặt nó sẽ nhiều hơn mặt còn lại một cụm ha. Để mình có thể chừa khoảng trống để cài nút nè. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân sau trước ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở cái sợi len này nè. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, xác định cái hàng móc cuối cùng của cái phần thân áo nè. Đây là mặt phải của hàng móc ha. Thì ta sẽ bắt đầu móc từ cái mặt trái để cho cái thân áo nó được đều hơn ha.
Ta sẽ đâm kim vào cái mũi mà mình đánh dấu đầu tiên bên này. Đâm kim vào cái chân ta đánh dấu luôn ha. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào khoảng trống của cụm nguyên đầu tiên, móc vào đó một kép đơn, một xích và một kép đơn. Tiếp tục khoảng trống kế bên, móc vào một kép đơn, một xích và một kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến điểm đánh dấu thứ hai. Sau khi đã móc đến điểm đánh dấu thứ hai thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân của cái mũi mà ta đánh dấu thứ hai á, móc vào đó một mũi kép đơn ha. Vào cái chân móc này nè. Ta hoàn tất được hàng đầu tiên của phần thân sau. Tiếp tục hàng kế tiếp móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì 3 mũi này nó cũng giống như là một thân mũi giống như cái phần thân phía dưới nè. Thì ta được một mũi rồi ha, tiếp tục đâm kim vào khoảng trống của cụm nguyên đầu tiên. Móc vào đó một kép đơn, một xích và một kép đơn. Nằm chồng lên nhau như thế này ha. Một kép đơn nè. Một xích, một kép đơn. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các cái khoảng còn lại. Mỗi cái khoảng của cụm nguyên thì mình sẽ móc một kép, một xích và một kép ha. Tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Kết thúc cũng đâm kim vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên ha, móc vào mũi kép đơn. Chiều dài của toàn bộ thân áo còn 2/5 nữa, các bạn sẽ móc cho mình 2/5 còn lại bằng với cái phần thân sau này là được. Sau khi ta đã móc thêm nhiều hàng móc thì phần thân sau đó đã đạt được 2/5 so với tổng chiều dài của toàn bộ thân áo rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc hai cái mặt ở thân trước. Ở đây mình đã có móc sẵn một mặt rồi nè. Ta sẽ tạo họa tiết cổ tim cho phần thân áo ha. Và cái mặt trước nó sẽ dài hơn mặt sau 4 hàng móc. Để khi ta gặp đôi lại nè. Cái điểm này nó sẽ tạo ra một cái phần vai để khi mình viền lại, cái phần áo của mình nó không có bị dôi ra ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc thân trước. Kết thúc thân sau nè, móc lên một xích, sau đó cắt len. Tiếp tục tạo một nút, kéo sợi len dài nè. Khi móc phần thân trước thì cũng xác định cho mình cái hàng móc cuối cùng của cái phần thân dưới nè. Đây là mặt phải ha, thì ta sẽ móc từ cái mặt trái nè, quay cái mặt trái lại. Khi quay lại thì điểm ta bắt đầu móc chính là cái chân móc mà mình đánh dấu. Các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc mà ta đánh dấu đó luôn. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Nó làm tương tự giống như cái phần thân sau cũng như là thân dưới ha. Cứ móc cho mình vào các cái khoảng trống giữa cụm nguyên. Mỗi khoảng mình sẽ móc một kép đơn, một xích và một kép đơn. Tiếp tục khoảng thứ hai cũng vậy nè, một kép đơn, một xích và một kép đơn cho đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng thì đâm kim vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên, móc một mũi kép đơn. Sau đó lên 3 mũi móc xích. Ta hoàn tất được hàng đầu tiên của phần thân trước. Thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Quay ngược đầu móc lại nè. Xác định cho mình nè, cái phần cổ tim của mình nó sẽ bắt đầu từ đâu ha. Thì để ý cho mình cái phần thân sau của mình nè. Các bạn sẽ đo cho mình cái chiều cao của phần thân sau. Móc được bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ chia làm 4 cho mình. Chia làm 4 thì cái điểm cổ tim bắt đầu nó sẽ nằm ở 1/4 so với cái chiều cao của cái phần thân sau ha. Thì lúc này ở đây mình có 8 hàng móc phần thân sau nè. Thì cái phần thân trước mình sẽ móc lên 2 hàng móc. 2 hàng móc đều và không giảm mũi nha.
Móc đến cuối hàng rồi thì lên 3 xích. Như vậy là ta đã lên được 1 phần 4 so với cái chiều cao của cái phần thân sau nè. Tức là hai hàng móc ha. Đây là phần thân sau của mình nè, có tổng cộng là 8 hàng móc. Thì 8 hàng móc này khi chia làm 4, ta sẽ được 2. Thì móc phần thân trước hai hàng đều nhau ha, sau đó tiếp tục là các hàng móc giảm mũi nè. Để ý cho mình cái mặt mà mình móc rồi nè. Từ hàng móc thứ 3 mình sẽ tiến hành giảm mũi ha. Dùng kim đánh dấu vào cái chân của cái mũi đầu tiên ở hàng móc cuối cùng này. Thì ta bắt đầu tạo cái cổ tim từ cái mũi móc này ha. Khóa cái mũi lại luôn nè. Thì đối với phần thân trước, cái hàng mà móc từ bên phần nách đi qua ta sẽ không giảm mũi, ta chỉ giảm mũi từ cái phần cổ đi qua thôi ha. Tương tự giống như một bên mà mình đã móc rồi nè. Không giảm mũi từ phần nách đi qua. Còn cái phần cổ ha, giảm mũi nè. Các bạn quay ngược đầu móc lại. Lúc này ta móc từ phần nách đi qua thì ta không giảm mũi ha. Các bạn cứ móc bình thường. Lên 3 mũi rồi nè, thì móc vào khoảng trống này một kép, một xích và một kép. Làm tương tự cho các khoảng trống còn lại và chừa cho mình một cái cụm nguyên cuối cùng ở cái hàng móc này ha. Thì đây là cụm nguyên nè. Cụm nguyên của mình là một kép, một xích và một kép ha. Các bạn sẽ móc chừa ra cho mình một cụm nguyên cuối cùng là được. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc một cụm nguyên gồm một kép đơn, một xích và một kép đơn ha. Móc đến cuối hàng còn lại một cụm nguyên cuối cùng nè. Lúc này mình có 6 cụm nguyên ha, còn cụm nguyên thứ 7, cụm nguyên cuối cùng. Thì lúc này mình giảm mũi nên các bạn sẽ chỉ móc cho mình vào cái cụm nguyên này một mũi kép đơn vào khoảng trống này thôi ha. Móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó để kết thúc cái hàng móc này mình cũng đâm kim vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên nè. Móc vào một mũi kép đơn. Vào chân ta đánh dấu ha. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì để ý nè, lúc này cái hàng móc phía dưới mình có 7 cụm nguyên. Thì khi mình giảm ở hàng phía trên ta sẽ có được 6 cụm nguyên ha. Hàng móc này ta bắt đầu móc từ phần cổ đi qua nè. Thì cái phần cổ tim này các bạn sẽ giảm cho mình một cụm nữa. Thì cụm ta tiếp tục giảm nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái cụm nguyên mà ta gặp đầu tiên một mũi kép đơn vào cụm nguyên đó thôi ha. Đây là cụm nguyên nè. Móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là ta giảm được một cụm nữa nè. Thì tiếp tục các cụm còn lại móc đều. Vào mỗi khoảng trống của mỗi cụm thì cứ móc một kép đơn, một xích và một kép đơn là được. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng luôn ha. Tiếp tục cụm kế tiếp nè, một kép đơn, một xích, một kép đơn. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì tiếp tục đâm kim vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên, móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Từ phần nách đi qua thì không giảm mũi, giảm mũi từ cái phần cổ đi qua thôi nè. Để ý cho mình khi mình giảm mũi nè, thì mỗi hàng móc nó sẽ giảm dần một cụm nguyên đi ha. Nó giúp mình tạo được ra một cái cạnh huyền ở bên cái góc cổ để tạo ra được cái họa tiết cổ tim nè. Đây là một bên thân trước mà mình vừa móc được nè. Các bạn cứ giảm cho mình thêm nhiều hàng móc. Tùy vào cái phần cổ mà các bạn muốn nó rộng hay chật ha. Nếu mà các bạn muốn phần cổ của mình nó xòe rộng á, thì các bạn sẽ giảm thêm cho mình nhiều hàng móc cho đến khi cái hàng móc cuối cùng nó có cái kích thước bằng 1/3 so với cái kích thước của toàn bộ phần thân trước. Hoặc là những bạn nào mà muốn có cái kích thước cổ của mình nó nhỏ á, thì ta sẽ giảm thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái chiều dài
Cái số đo cuối cùng này nè, nó đạt được một nửa so với cái độ rộng của cái phần thân trước là được ha. Đối với size áo này, mình muốn cái phần cổ nó có cái độ rộng, nên ở đây khi mình giảm thêm nhiều hàng móc nè, cái hàng móc cuối cùng của mình nó sẽ có cái kích thước bằng 1/3 so với kích thước của một bên phần thân trước. Thì cái số hàng móc ở phần thân trước nó chưa đạt được chiều cao với phần thân sau ha, mà cái phần vai nó đã đạt được cái độ rộng mà mình mong muốn rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc đều và không giảm mũi để ta đạt được cái số hàng móc này bằng với số hàng móc của phần thân sau ha. Tức là từ hàng móc tiếp theo các bạn sẽ không giảm mũi cho mình và ta sẽ móc đều. Móc đều tức là mình sẽ móc tương tự giống như cái phần thân dưới cũng như là thân sau ha. Móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ta sẽ không giảm mũi nữa, thì không giảm mũi mình di chuyển đến cận nguyên đầu tiên, móc vào một kép đơn, một xích và một kép đơn. Tiếp tục cận nguyên cuối cùng ha. Một kép đơn, một xích và một kép đơn. Sau đó kết thúc nè. Đâm kim vào chân xích thứ 3, tính từ dưới lên, móc vào một mũi kép đơn. Móc lên 3 mũi móc xích. Như vậy là lúc này tổng số hàng móc của cái phần thân trước nó đã bằng với tổng số hàng móc của phần thân sau rồi ha. Thì từ đây các bạn tiếp tục móc thêm cho mình 4 hàng móc đều và không tăng mũi, để cho cái phần viền của mình á, khi mà mình viền, cái phần viền nó sẽ không có bị quá cao lên nè. Ta sẽ tạo được một cái phần vai nhỏ ở đây ha. Đây là mặt mà mình vừa tạo được nè. Mình sẽ móc thêm 4 hàng móc đều nhau ha. Nó sẽ có cái chiều cao như thế này. Thì khi các bạn gặp đôi cái phần thân trước với phần thân sau lại, sau đó mình sẽ gặp 4 cái hàng móc mà mình tạo dư ra nè, gặp xuống, ta sẽ tạo ra được một cái kích thước nhỏ ở phần vai. Thì khi mình viền lại nó sẽ không có bị hở ở cái phần cổ áo ha. Để nối được cái phần thân trước với phần thân sau thì có rất là nhiều cách. Các bạn có thể sử dụng kim móc móc cho mình một hàng mũi dời, hoặc là ta cũng có thể sử dụng kim khâu, xỏ sợi len vào trong kim khâu nè. Sau đó mình sẽ khâu vào các chân móc tương ứng với nhau. Đường khâu của mình nó đang nằm ở bên trong ha, thì đếm cho mình các cái dụng mũi móc tương ứng nè. Sau đó mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau, ta sẽ khâu lại ha. Kéo len nè, tiếp tục quay ngược lại hai chân kế tiếp ha. Kéo len, các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã khâu được đến hết thì phần vai của mình nó sẽ hoàn thiện như thế này ha. Cái sợi len thừa này các bạn sẽ tạo cho mình một guốc để mình cố định lại được sợi len ha. Còn cái đoạn len thừa ở phía ngoài này nè, khi móc cái phần viền ở tay áo thì mình sẽ móc dấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc luôn nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc viền cho toàn bộ phần thân áo trước. Chập cho mình hai cái mặt thân trước lại với phần thân sau nè. Sau đó ta sẽ bắt đầu viền từ cái điểm phía dưới của lai áo trước ha. Chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc mũi xích đầu tiên á. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Để ý cho mình lúc này mình sẽ có các cái thân chân móc của mũi kép đơn, của 3 mũi xích kép đơn nè, 3 mũi xích. Thì mình sẽ đâm kim vào các cái thân chân móc đó. Mỗi thân chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào mỗi thân chân móc ha. Đây thì thân chân móc đầu tiên là thân chân móc của mũi kép đơn nè. Móc vào 2 mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục thân chân móc của 3 mũi xích. Móc vào 2 mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình ha. Mỗi thân chân móc mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào mỗi thân chân móc. Khi móc lưu ý giấu sợi len thừa nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Móc tương tự cho đến cái điểm ta đánh dấu đầu tiên.
Sau khi đã móc đến cái thân chân móc sát với cái mũi mà mình đánh dấu nè, thì thân chân móc đó cũng móc hai mũi móc đơn. Sau đó ta tiến hành tháo kim đánh dấu ra. Mình sẽ móc vào cái chân móc mà mình đánh dấu đó một mũi móc đơn ha, vào chân móc mà ta đánh dấu nè. Sau đó dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại cái mũi mà mình vừa móc, khóa lại luôn ha. Lúc này đến cái cạnh tiếp theo của mình, đó là cái cạnh mà mình tạo cổ tim nè. Khác với cái phần viền ở hàng cài nút nè, thì đây là cái phần cổ tim ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào các cái khoảng của thân chân móc này. Mỗi thân chân móc ta sẽ móc 3 mũi móc đơn thay vì là 2 mũi ha. Tiếp tục nè, thân chân móc của 3 mũi xích cũng móc 3 mũi móc đơn. Tức là cái cạnh huyền để tạo cổ tim thì ta sẽ móc 3 mũi móc đơn vào mỗi cái chân móc ha. Như vậy là ta đã viền được cái họa tiết cổ tim rồi nè. Đến cái phần mà các bạn móc đều nè, thì cái hàng móc đều ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào mỗi thân chân móc nha, chứ không móc 3 mũi nữa. Là cái hàng ở phần vai ha. Khi móc nhớ dấu sợi len thừa nha. Mỗi thân chân móc ta cứ móc 2 mũi móc đơn là được. Móc được hết cái phần cổ tim cho đến phần vai rồi nè. Thì lúc này ở phần vai ta đã có được những cái chân móc rõ ràng rồi. Thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Và chân đầu tiên đâm kim sẽ là cái chân sát bên cái mũi mà mình khâu nè. Là cái khoảng trống xích ha. Móc vào đó một mũi móc đơn. Gặp chân móc thì cứ móc vào chân móc một mũi móc đơn. Còn gặp khoảng trống xích thì mình có thể móc vào chân của mũi xích hoặc là móc vào khoảng trống cũng được nhé. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Và cũng làm tương tự cho cái phần cổ tim bên cạnh luôn ha. Đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì móc luôn vào cái chân móc này một mũi móc đơn. Sau đó móc đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng, cái chân móc ta đánh dấu đầu tiên này nè là cái chân móc kết thúc của cái hàng xích. Cũng móc vào một mũi móc đơn, sau đó móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc thì lúc này mình sẽ có các cái chân móc rõ ràng hơn rồi. Các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Đây là hàng viền thứ hai ha. Móc tương tự cho mình cho đến chân ta đánh dấu đầu tiên. Khi móc đến cái chân đánh dấu thì các bạn tháo kim đánh dấu ra. Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân đánh dấu đó, móc vào 3 mũi móc đơn. Vào cùng chân móc ha. Tiếp tục dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào chân mũi móc đơn thứ hai. Là cái chân nằm chính giữa của 3 mũi này ha. Khóa lại. Các chân móc còn lại thì làm tương tự, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và móc tương tự cho mình cho đến chân mà mình đánh dấu tiếp theo bên này. Khi móc đến cái chân móc ta đánh dấu tiếp theo thì lúc này ta đang móc từ cái phần cổ đi xuống ha. Các bạn tháo kim đánh dấu ra. Sau đó đâm kim vào cái chân móc ta vừa đánh dấu đó.
móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. Dùng kim đánh dấu vào chân của mũi thứ hai nè. Cái điểm ta đánh dấu bên kia mình móc 3 mũi móc đơn, lúc này ở đây mình móc 2 mũi móc đơn thì cái mũi thứ ba các bạn sẽ thay cho mình bằng một mũi móc xích. Sau đó tiếp tục móc thêm một mũi móc xích nữa. Thì mũi móc xích thứ hai này nó sẽ tương đương với cái chân móc kế bên ha. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Như vậy là ta sẽ có được một cái khoảng trống để mình cài nút. Từ khoảng trống này đến khoảng trống thứ hai, tùy vào các bạn muốn cho cái nút mình nó thưa hay là khít nè, thì ở đây mình sẽ móc lên 7 mũi móc đơn cho 7 chân ha, để mình tạo cái khoảng cách giữa hai nút. Ta có được mũi đầu tiên rồi nè, thì tiếp tục móc cho mình thêm 6 mũi móc đơn vào 6 chân móc. Móc đơn thứ hai nè, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Mình có được 7 mũi móc đơn tạo khoảng cách cho hai cái khoảng trống cài nút. Thì tạo khoảng trống cài nút tiếp theo móc lên 2 xích. Tương đương với hai chân móc ha, bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục tạo khoảng cách giữa cái khoảng trống kế tiếp này với khoảng trống kế tiếp ha. Bằng 7 mũi móc đơn. 2 nè. 3 4 5 6 và 7. Được 7 mũi tạo khoảng cách rồi, tiếp tục móc lên 2 xích. Bỏ qua hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục làm tương tự ha. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba nè. Mũi thứ tư. 5 6 7. Được 7 mũi rồi, móc lên 2 xích. Bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn, sau đó móc vào các chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết. Thì khi mình đã móc đến cuối hàng, ta hoàn tất được hàng viền thứ hai, tạo ra các cái khoảng trống để cài nút rồi thì móc lên một xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng viền thứ ba này mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân áo luôn. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi mà mình móc đến cái khoảng trống xích mà mình tạo cài nút nè, thì các bạn có thể móc vào hai chân xích cũng được, hoặc là mình móc vào khoảng trống này cũng được ha. Thông thường thì ta sẽ móc vào khoảng trống luôn để mình có thể lộ rõ được cái khoảng trống để cài nút. Đây thì khoảng trống của mình nó đã hở ra rồi nè. Các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn ha. Ba móc tương tự cho mình cho các cái khoảng trống còn lại cho đến chân mà mình đánh dấu đầu tiên. Khi móc đến cái khoảng trống mà ta tạo đầu tiên á, là cái khoảng trống cuối cùng của cái hàng cài nút ha, thì móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn. Tiếp theo sẽ là cái chân móc mà mình đánh dấu, tháo kim đánh dấu ra và cái chân móc này sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Các chân còn lại thì mình sẽ móc tương tự, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Dùng kim đánh dấu có thể đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn nằm chính giữa ở 3 mũi ha. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho đến cái chân mà mình đánh dấu kế bên này. Thì chân này cũng móc 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. Sau đó sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái phần lai áo. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến đây thì móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau đó móc đến phần lai áo. Khi đã móc được đến cái phần lai áo thì bây giờ mình sẽ viền luôn phần lai áo. Thì để viền lai áo nè, móc lên một xích, sau đó ta sẽ di chuyển kim đến các chân móc mà mình móc của hàng mũi móc đơn. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn.
Lúc này các chân móc kế tiếp sẽ là các cái khoảng trống giữa các cụm nguyên. Thì khoảng trống đầu tiên ta sẽ móc 2 mũi móc đơn. Từ khoảng trống thứ hai trở đi móc 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc 3 mũi móc đơn và móc cho mình cho đến khoảng trống cuối cùng. Đến cái khoảng trống cuối cùng rồi thì nó tương tự như khoảng trống đầu tiên, ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào khoảng trống cuối cùng. Sau đó móc vào các cái chân móc của cái hàng viền nè, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Và kết thúc móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở hàng phần viền này, móc vào một mũi dời. Móc lên một xích. Như vậy là ta hoàn tất được phần viền của thân áo ha. Đây, các cái khoảng trống cài nút nó sẽ nằm chồng lên nhau như thế này. Và để giúp cho cái phần viền của áo nó được đẹp hơn, mình sẽ tạo họa tiết bèo. Móc lên cho mình một xích rồi ha, thì móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Ở cái chân thứ hai này móc lên 2 mũi xích. Tiếp tục móc vào chân thứ hai đó một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Vào đây luôn ha. Ta sẽ có được một họa tiết bèo nhọn nè. Tiếp tục móc cho mình hai chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Lên 2 mũi xích và tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Như vậy là các cái họa tiết bèo của mình nó sẽ cách nhau là hai chân móc ha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Hai chân mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Đến chân móc thứ ba thì móc một đơn, hai xích và một đơn vào cùng một chân móc. Viền tương tự cho đến hết ha. Sau khi đã viền được toàn bộ phần thân áo, mình sẽ tạo được cái họa tiết bèo cho cái phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn nè. Đây ha, lai áo nè, cũng có cái phần bèo luôn ha. Phần cổ áo cũng tạo ra được họa tiết bèo nè, giúp cho cái phần cổ áo của mình nó sẽ tạo ra cái họa tiết cổ tiên như thế này. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc cho mình cái cánh tay. Thì cánh tay này mình sẽ móc trực tiếp luôn ha. Họa tiết móc nó cũng tương tự giống như phần thân áo. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc. Các bạn sẽ đưa cho mình chừa một đoạn len vừa đủ dài ra phía sau. Ta sẽ đâm kim vào chân móc mà mình đánh dấu ở cái phần nách nè. Đâm kim luôn vào cái chân móc ta đánh dấu. Sau đó đưa cái sợi len nè ra phía sau. Kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân móc đó ta sẽ móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Vào cái chân móc ta đánh dấu luôn ha. Lúc này mình sẽ có các cái thân chân móc mũi kép đơn nè, thân chân móc 3 mũi xích, thân chân móc 3 mũi xích nè, kép đơn ha, 3 mũi xích nè, tiếp tục là kép đơn. Thì ta cứ móc giống như cái phần viền ở lai áo, tức là mỗi cái thân chân móc mình sẽ móc 2 mũi móc đơn, thân chân kế tiếp này 2 mũi móc đơn. Khi móc cũng lưu ý giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều, tương tự cho đến cuối hàng. Cứ mỗi thân chân móc sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một thân chân móc. Móc đến cái chân móc mà mình đánh dấu rồi thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mà mình đánh dấu đó thêm một mũi móc đơn nữa. Và kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời.
ta tạo ra được một cái khoảng trống để mình có thể luồn cánh tay vào ha. Và nó đã có các cái chân móc cố định rồi thì móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân mà mình móc mũi dời kết thúc đó luôn nè, móc vào một mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình sẽ có được một cụm nguyên ha. 3 mũi xích, sau đó lên một mũi xích và móc một mũi kép đơn nè. Tiếp tục cụm nguyên thứ hai, bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một kép đơn, một xích và một kép đơn. Ta có được cụm nguyên thứ hai ha. Bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một kép đơn, một xích và một kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Thì khi móc đến hết nè, ở cái chân móc mà ta đánh dấu cuối cùng ta có hai mũi móc đơn ha, thì khi kết thúc cái số mũi móc đơn cuối cùng nó sẽ tạo ra cho mình được cái khoảng cách đúng để mình có thể tạo ra các cái cụm nguyên ha. Còn lại hai chân móc cuối cùng nè là cái chân của mũi móc đơn và chân của mũi dời kết thúc, nó cũng là hai cái mũi móc rồi ha. Kết thúc mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của bốn mũi này, móc vào chân xích thứ ba một mũi dời. Tiếp tục đâm kim cho mình vào khoảng trống của cụm nguyên đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để ta đưa cái mũi móc mình vào chính giữa của cụm. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Thì cái phần thân áo cũng như là cái phần thân trước, thân sau ha, các cái mũi móc của mình nó đều quay ngược đầu móc. Thì lúc này các bạn cũng quay ngược đầu móc cho mình. Thân chân móc của mình nó nằm ở chính giữa của cụm rồi nè, thì tiếp tục móc vào đó cho mình một mũi kép đơn vào chính giữa của cụm này ha. Di chuyển kim đến cụm kế bên và cũng móc vào cụm kế bên một kép đơn, một xích và một kép đơn để ta có được cụm nguyên thứ hai ha. Móc tương tự cho các cái khoảng trống còn lại cho đến cuối. Sau đó đến cuối thì sẽ móc vào chân xích thứ ba một mũi dời, tiếp tục móc vào khoảng trống này một mũi dời, lên 4 xích và quay ngược đầu móc. Móc tiếp cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Thì cái chiều dài của tay áo mình có để ở phần mô tả ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả lấy số đo của chiều dài tay áo. Và mình sẽ móc cái phần tay áo có một cái chiều dài như thế này. Đây, các cái họa tiết của mình nó sẽ tương tự giống như phần thân áo ha. Các hàng móc đều quay ngược đầu móc để móc nè. Để cho cái phần bo tay áo này nè, nó có cái độ bo nhỏ lại á, thì cái hàng cuối cùng các bạn sẽ nẹp cho mình bằng một hàng mũi móc đơn. Thì hàng mũi móc đơn này ta sẽ đâm kim vào các cái khoảng trống của cụm nguyên luôn ha. Nhưng các bạn sẽ móc cho mình hai cụm là hai mũi móc đơn, cụm còn lại là một mũi móc đơn và cứ xen kẽ như vậy cho cái phần tay áo của mình nó có độ bo nhỏ lại. Thì mình sẽ hoàn tất ra được cánh tay như thế này. Đối với cái phần cài nút ở chính giữa nè, các bạn sẽ so sánh cho mình cái khoảng trống cài nút với cái vị trí đối diện. Và mình sẽ khâu nút ở vị trí đối diện cho nó sát với cái khoảng trống ha. Và ta cài nút lại. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác cổ tiêm cho bé như thế này. Các bạn cũng có thể áp dụng tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn hoặc trẻ nhỏ. Mình có thể móc thêm một cái họa tiết trang trí nhỏ ở trước thân áo, cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công!